Gia Luật Tề là một trong những nhân vật không phải nhân vật chính, nhưng được tác giả ưu ái. Y xuất hiện khi tuổi chừng trên dưới 20, hành động chững chạc, có tính nghĩa hiệp rất cao. Tề xứng đáng là một trong những đấng trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, sẵn sàng chịu chết dẫu bị Hoàng Nhân Bình lừa gạt. Chính Kim Dung đã mô tả rằng, so với đám hậu bối, Tề quá nổi bật, võ công còn mạnh hơn cả Dương Quá khi chàng chưa bị cụt tay. Căn cơ tốt, lại là con rể của vợ chồng Tĩnh Dung. Ấy vậy mà 16 năm sau, tu vi của y dường như không tiến triển bao nhiêu. Tại đại hội tranh chức bang chủ cái bang, Tề bị Hoắc Đô đánh bại. Có một điều thật là lạ lùng, là lúc ấy Đô không dám dùng hết sở học, vì sợ lộ mà Tề cũng phải cam bái hạ phong. Tại sao một người xuất phát điểm tốt như thế mà đến khi về lết lại không được như mong đợi? Phải chăng là có một số nguyên nhân ghi chân y lại, khiến y không tài nào phát triển? Hôm nay tại video này, Đình Phong sẽ làm sáng tỏ tất cả. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Thực ra cái lý do này cũng không có nhiều căn cứ, nhưng cũng không thể loại trừ. Tại vì sao Tề vốn là ngoại tộc lại được ứng cử tranh chức bang chủ cái bang? Điều này thử hỏi có bao nhiêu bang chúng đồng ý? Rõ ràng rằng có một thế lực bí ẩn và to lớn đứng sau chuyện động trời này. Ta trở ngược lại một quãng thời gian dài, khi Tiêu Phong làm bang chủ cái bang, lúc ấy Liêu Tống vốn là cừu địch của nhau, người Hán cực ghét người Liêu. Khi thân phận cựu bang chủ bị lộ, cả thiên hạ nhanh chóng quay lưng với chàng. Trong cuộc đời này, dù ta làm 100 việc tốt mà chỉ một việc không tốt, người ta sẽ đem cái việc không tốt ấy mổ xẻ, phân tích, chỉ trích, hạ bệ ta tới khi ta kiệt sức. Tiêu Phong không phải làm việc không tốt, mà xuất thân của chàng không tốt. Chàng là người Liêu, tất cả đám người từng xưng huynh gọi đệ đều không tin chàng nữa. Dẫu vào cái thời của Tề, hai chữ Tống Liêu đã không còn xem trọng, nhưng không thể nói đó không phải là lý do khiến Quách Tĩnh Hoàng Dung vẫn còn e ngại và giấu nghề với y. Các bạn cứ thử hình dung xem, một kẻ căn cơ tốt như Tề mà vất vả lắm mới học 15 trường, trong khi anh Tổ thời còn phọt phẹt, loáng mấy ngày đã thành tựu từng ấy. Hàng Long trưởng không hề khó học, nhưng Quách Tĩnh đã vẽ hiểu vẽ vượn, khiến cho một người thông minh trí tuệ như Tề cũng phải đau đầu nhức óc. Đã bao giờ các bạn nghe cụm từ có nên ở rể hay không? Vâng, ở rể là một việc hết sức nhạy cảm và tế nhị. Người ở rể thành công ắt hẳn phải là một người nghệ sĩ thực thụ. Ngày xưa thì không nói, chứ việc ở rể ngày nay là một điều hết sức bình thường, không có gì quá kỳ lạ. Tuy nhiên, theo những gì các trang báo khảo nghiệm về các anh chàng ở rể, thì đa phần họ rất bức bối và không được hạnh phúc. Một số thường xuyên buồn bã, kèm theo những biểu hiện của sự bất lực. Đình Phong không rõ Gia Luật Tề có bị ảnh hưởng hay không, nhưng với một người vợ xuất sắc tới mức bá đạo như kiểu Quách Phủ, e rằng Tề cũng có những xúc cảm tự ti hay nhụt chí là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Khi tinh thần không tốt, sẽ không thể tập trung và võ công cũng khó mà tiến triển được như ý. Đó cũng là một nguyên nhân khiến cho Gia Luật Tề luyện nữa luyện mãi mà vẫn chẳng bằng một góc của Dương Quá. Điều này hoàn toàn chính xác. Đừng nói một Gia Luật Tề còn con, mà ngay cả bố vợ tức Quách Tĩnh cũng phải chịu trùng số phận. Đình Phong thực sự không hiểu Kim Dung yêu hay ghét anh Tổ, mà lại cho ông Kim Thị Luân vào, rồi chốt một câu chắc nịch rằng Tĩnh và Luân ngoài ngàn chiêu vẫn khó phân thắng bại. Tỷ như bảo rằng ngoài ngàn chiêu mới phân thắng bại thì còn nghe được, đằng này khó phân thắng bại, chứng tỏ kèo ấy cân chặt chặt. Câu chuyện ấy của 16 năm trước, nhưng 16 năm sau, Luân quay lại Trung Nguyên, lúc ấy công lực tăng gấp bội.
Đình Phong cũng còn không rõ Tĩnh có tiến cảnh nhanh bằng Thị Luân hay không. Thế nhưng Dương Quá lại ăn luôn một cách cực kỳ ngon lành. Vậy nếu chiều theo tính chất bắc cầu, Dương Quá mạnh hơn cả ông bác của mình hay sao? Trở lại với gia luật Tề, Tề xuất phát điểm hơn quá, lại được làm con rể của Quách Tĩnh Hoàng Dung. Nào là tổng cương võ học thiên hạ cửu âm chân kinh, nào là hàng long đả cẩu, lại thêm đào hoa võ học. Nếu như để Tề tuần tự tịnh tiến, e rằng tại trận đấu cuối tại thành Tường Dương, y mới là nhân vật chính, chứ không phải thần điêu đại hiệp Dương Văn Quá. Năng lực có hạn cũng có thể giải thích cho câu hỏi mà chúng ta đang thắc mắc. Mỗi con người sinh ra dường như đều có một giới hạn, và nếu không đủ năng lực, không đủ quyết tâm, hoặc không xuất hiện kỳ duyên, có lẽ sẽ không bao giờ phá vỡ được nó. Chúng ta hãy thử nhìn Dương Quá xem. Giả tỷ chàng không gặp chim điêu, và cứ xem chàng hãy còn lành lặn, không bị quay phủ bè mất một cánh tay, cả đời ở trong cổ mộ, thử hỏi chàng có thể sánh được với Ngũ Tuyệt hay không? Đình Phong nghĩ chắc rằng cũng chỉ ngang với gia luật Tề. Kỳ duyên nó rất quan trọng. Với kẻ thiên tài sẽ tự mình đột phá cảnh giới mới, còn kẻ tư chất thuộc dạng khá như Tề hay quá, cần phải có kỳ duyên. Bởi nếu không có kỳ duyên, càng bước lên cao càng thấy mây mù che lối. Đáng tiếc rằng hai chữ kỳ duyên đâu phải dễ kiếm. Quá được Kim Dung ban cho, còn Tề thì không. Đằng sau một người đàn ông thành công có bóng dáng một người phụ nữ tuyệt vời, còn đằng sau một người đàn ông thất bại hẳn sẽ có bóng dáng của một người phụ nữ ăn hại. Đó là điều đã được khoa học chứng minh. Và nếu không tin, bạn có thể khảo nghiệm khi đã lập gia đình khoảng trên 5 năm. Gia luật Tề không vang danh thiên hạ, có tới 50-70% là do Quách Phủ. Đình Phong cho là như vậy. Lý do là bởi Phủ quá hãm, và người hãm như thế, nếu đồng hành tới suốt cuộc đời, không bao giờ có thể nâng lên, mà chỉ toàn kéo xuống. Phù sinh ra đã mang theo tất cả tính xấu của cha và mẹ. Nàng giống anh Tô ở điểm IQ cực thấp, giống Hoàng Dung ở sự ích kỷ, có tính thích sở hữu, ít quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nói chung thiên hạ thế nào thì kệ mẹ thiên hạ. Quách Phủ mê Dương quá lắm, mê từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là quá đếch thèm chơi, đâm ra sinh hận, mà càng hận thì lại càng khó quên. Chính bản thân nàng ta cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có những suy nghĩ lạ lùng như vậy, cho đến khi thấy chàng ở giữa vòng vây quần Mông Cổ, mới nhận ra rằng Dương Quá mới chính là người mình yêu. Anh Tề có một người vợ, mà trong lúc bản thân gặp nguy nan 10 phần chết chín, vợ lại tơ tưởng tới hình bóng người đàn ông khác. Bảo sao cả đời Tề mãi mãi không ngóc đầu lên được. Đúng là vợ như cái cục nợ đời Tề. Video của Đình Phong đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy like, đăng ký và ủng hộ mình nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.